Hòa Thượng Đệ Ngũ Tân Thống Thích Quảng Độ vừa viên tịch vào chiều tối 22 tháng 2 năm 2020 tại Chùa Từ Hiếu, Sài Gòn. Tu sĩ Thích Ngộ Chánh, trực thuộc Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, nói với Sài Gòn Nhỏ vào tối thứ Bảy 22 tháng 2. Một nguồn tin khác chúng tôi có được từ Phật tử Nguyên Minh, hiện định cư ở California cũng xác nhận tin này. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin thêm về tang lễ của Cố Đại Lão Hòa Thượng vào những bản tin tiếp theo.